Xin chào các bạn, đây là một cái bản máy chiếu mà xuất châu Âu của thương hiệu Epson của Nhật nha. Có tên gọi là Epson Powerline 1781 V đúc. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin về dòng máy chiếu này. Về cường độ sáng trên lý thuyết thì cái dòng này nó chưa đạt đến 4000 hạt lumen, nhưng thực tế nó lại sáng tương đương hoặc là thậm chí là đẹp hơn những cái máy mà được công bố cái độ sáng cao hơn 4000 hạt lumen nha các bạn. Đây là một điều không phải ai cũng biết đâu. Thực tế cái bóng đèn của cái dòng này chất lượng của nó cực tốt nha các bạn. Đó, trên lý thuyết, nếu các bạn so về lý thuyết thì nó sẽ không đáp ứng được để nó chiếu các cái màn chiếu có kích thước khoảng từ trên dưới 200 inch đâu. Nhưng mà thực tế các bạn có thể thấy rằng là nó có thể chiếu được cái màn lên đến 300 inch là với chất lượng hình ảnh tuyệt vời được cảm nhận từ dòng máy chiếu này. Một cái tính năng hay nữa đó là cái tính năng Screen Fix. Tính năng này nó sẽ tự động nó làm chỉnh cho cái hình ảnh nó nằm trong cái màn chiếu của chúng ta và chúng ta không cần phải chỉnh zoom hay focus như những cái máy chiếu thông thường. Và một cái tính năng nữa xin chia sẻ với các bạn đó là tính năng kết nối không dây của dòng máy chiếu này nha. Kích thước nó khá nhỏ gọn thôi, trọng lượng cực kỳ nhẹ, nhưng đây là một cái máy chiếu mà có thể nói được là tuyệt vời đó. Kích thước cực kỳ nhỏ gọn luôn, nó chỉ dày như cỡ những cái cuốn vở cuốn tập của chúng ta thôi, nhưng mà có những tính năng mà các bạn có thể cảm nhận khi các bạn đến showroom VNPC, chúng ta sẽ cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh của cái dòng máy chiếu này. Nó không thua gì một cái máy chiếu có giá thành khoảng trên dưới 40 triệu đồng nữa các bạn ạ. Đây là chất lượng hình ảnh thực tế nha, tôi đang đứng ở khoảng cách khoảng 6 mét nha, các bạn sẽ cảm nhận được cái chất lượng của nó. Nó cực kỳ đẹp luôn các bạn, phải nói là tuyệt vời. Một cái máy chiếu mà kích thước nhỏ gọn thôi, thông số không có gì ấn tượng, nhưng thực tế cái chất lượng hình ảnh nó sẽ làm cho các bạn cực kỳ hài lòng. Trang web cung cấp là máy chiếu cũ.com, các bạn có thể liên hệ với các số điện thoại dưới đây để được tư vấn và hỗ trợ nha. Đây là các cổng kết nối phía đằng sau của dòng máy chiếu này này. Máy chiếu cũ.com. Xin chào các bạn.